À, xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Thì hôm nay cửa hàng em lại về thêm một dòng xe 7 chỗ nữa nha anh chị. Đó, đến từ thương hiệu Nhật Bản luôn. Đó là mẫu xe Honda CR-V phiên bản gọi là phiên bản L nha anh bà, anh chị, phiên bản cao cấp nè. Xe này thì được sản xuất năm 2021 và đi siêu lướt 12.000 km, một đời chủ đập thùng nha anh chị. Xe có biển số là 60K nha, 08350. Đó, xe còn cực kỳ gọi là đẹp nha anh chị. Xe có tông màu là màu trắng nè, nội thất bên trong là màu đen nha anh chị. Đó, em mời anh chị mình đi qua một vòng quanh xe nha. Sau đó thì em sẽ quay từng chi tiết của con xe để cho anh chị mình xem qua ha, để anh chị có cái nhìn tổng quát hơn về con xe. Rồi, đó, xe bên em là cam kết với anh chị khách hàng là không lỗi động cơ, khung gầm, máy móc, không đâm đụng, ngập nước, thủy kích nha anh chị, và bao anh chị test hãng luôn nha. Đó, rồi đầu tiên đây em quay từng chi tiết, gọi là khi mà anh chị khách hàng mình đi xem xe là mình quan tâm nhất nha. Đây, tất đầu tiên là cái màu sơn nha anh chị, cái màu sơn màu trắng nè. Nước sơn này hầu như là còn quanh xe, phải nói là còn rất là khá nhiều nha anh chị, nó chỉ có vài vết này giống như là đá dầm nó văng vào thôi. Đó, cái này thì anh chị khách hàng nào thích thì bên em gặm lại, còn không thì bên em để lại giống như là sơn zin luôn nha anh chị. Đó, đây cái chi tiết là rất là liền lạc nha. Đó, tiếp đến cái phần hệ thống đèn, xe đã được trang bị là full bộ công nghệ đèn led luôn nha anh chị, cực kỳ đẹp nha. Đó, anh chị nhìn xa rất là sang trọng luôn nha. Đó, thì đó này. Rồi, tiếp đến là mặt ga lăng của Honda nè. Đó, tuy đặc biệt thì xe này chưa có được trang bị cái cảm biến nha, cảm biến trước và cảm biến gốc. Xe này cũng đã dán cái VNTC luôn rồi anh chị. Đó, rồi tiếp đến phần bánh xe nè, còn khá là dày luôn nha anh chị nè. Đó, bánh và mâm zin theo xe luôn nha, mâm hình kính sen cũng rất là đẹp. Đây, sản xuất từ thứ 28/2024/21 nha anh chị. Đó, mâm gầm xe là phục nè, em quay tổng thể luôn cả gầm xe để cho anh chị hàng xem qua luôn nha. Đó, đây gương chiếu hậu là chỉnh điện, gập điện và gập tự động nha anh chị. Và xe này anh chị xem qua nè, keo chỉ cửa là vẫn còn nguyên zin hết nha anh chị. Đó, đây. Rồi, tiếp đến phần hệ thống phần ghế da nè. Đó, anh chị thấy bàn tay không, da còn rất là căng mịn luôn nha. Này là phía bên phụ ngồi nha, còn đây là phía bên tài nè. Tài hầu như là ngồi cũng nhiều nhưng mà anh chị thấy không, phần da của nó còn cực kỳ là cứng nha. Đó, cái phần nội thất nè, ốp gỗ, mạ gỗ nè, rất là đẹp nha. Đó, tự động luôn nha anh chị. Rồi, cái phần phía sau cho anh chị xem qua phần nội thất phía sau nè. Đó, anh thấy không, cái phần da nó nha còn cực kỳ gọi là đẹp luôn nha anh chị. Nó có cả cổng sạc nè, cửa gió lạnh phía sau nè. Chị không, khi mà mình đi xem chiếc xe cũ á, gọi là cái đập mắt đầu tiên mình vô là cái phần nội thất là sạch sẽ thì anh chị rất là ưng ý nha, mình kiểu như rất là hài lòng nha anh chị. Đó, sau đó thì mới tiếp tục mình xem mấy cái phần tiếp theo để quyết định là có chọn con xe này hay không nha anh chị nè. Đó, đây phần nội thất nha. Đó, rất là đẹp. Đó, Turbo Honda CR-V, và xe này trang bị là cấp điện luôn nha anh chị. Đó, rất là tiện ích tiện lợi luôn nha. Có nhược điểm một xíu thôi, theo em nhược điểm thì cái hàng ghế phía sau nè, cuối cùng nè, thì nó hơi chật, thì ngồi đối với người mà dưới 1m6 thì ngồi rất là ok nha anh chị. Còn từ 1m7 cho lên thì em nghĩ nó hơi khó chịu. Đó, đây phần bánh xe cua ở dưới đây anh chị nè. Đó, đường chỉ mà gai rồi vẫn còn nha anh chị, chưa có chạm đất luôn nha. Nè, ở phía sau thì được trang bị là cái cảm biến gốc và cảm biến lùi đầy đủ cho mình nha. Đó, camera lùi. Rồi, phần gầm, em quay xuống phần gầm cho anh chị xem nha. Đó, gầm cực kỳ là còn đẹp luôn nha anh chị. Đó, tại vì xe này ở vùng đất là cũng cao, ở Biên Hòa, Đồng Nai ha. Đó, xe thì trang bị hai bô, rất là thể thao nha, zin nha anh chị. Đó, đây, keo chỉ cửa cốp là vẫn còn nguyên zin hết nha, không có. Đó, rất đẹp nha anh chị nè. Xe thì cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha,
Nếu mà anh chị đi ngoài cao tốc á, chỉ có 5,7 lít trên 100 cây thôi nha. Còn mà nếu mà đi không mệt thì 6,9 lít, phải nói là cực kỳ tiết kiệm nha. Đó. Rồi, em mời anh chị mình cùng đi vào cái khoang khoang lái nha. Đây. Đề máy đó nha anh chị. Giao diện cũng cực kỳ đẹp nha. Đó. 12.604 km zin nha anh chị. Full lịch sử hãng. Đó, bên em cam kết là km chuẩn nha. Đây màn hình. Đó, công nghệ ngập tràn luôn nha anh chị, màn hình cảm ứng nè. Nó đã tăng cả độ sáng, độ tối luôn nè. Đó, cảm ứng nhìn rất là sang trọng ha, cái cần số như thế không? Đây, cần số nè. Phanh tay điện tử nè. Đó, nút đề start up nè. Có cả lẫy kiển số trên vô lăng nha anh chị. Gạt mưa là tự động, đèn tất nhiên cũng là tự động nha anh chị. Đây, sạc điện thoại không dây trang bị zin theo xe nè. Đó, có cả cổng sạc nè, USB nè. Đó, bệ tì tai ha, rất là tiện lợi nha chị, ngồi tư thế rất là thoải mái nha anh chị. Xe cũng trang bị đầy đủ hệ thống cảnh báo là làn đường nè, ga tự động nè, giữ làn đường nè, tiền va chạm nè. Đó, full option. Rồi, em mời anh chị mình cùng đi vào cái khoang động cơ của xe nha. Xe cực kỳ là im ắng nha anh chị em ha. Đó, anh chị có thấy cái khoang động cơ không? Đây, các chi tiết xe hầu như là còn mới nguyên zin hết nha. Bên em hầu như chưa có gọi là rộn rửa gì luôn nha anh chị. Đó, đây ốc nắp carbon nè, chưa có vừa tháo mở nha anh chị. Đó, phần đèn nè anh chị, nghe cái máy không? Đó, cực kỳ máy luôn nha. Đó. Rồi, thì xe hiện tại đang tại 40-41 lưu lượng của nha anh chị. Này anh chị, cái thằng nào mình đang còn tìm dòng xe 7 chỗ đến từ Nhật Bản á, thì liên hệ trực tiếp với em nha, 0901426942. Rồi, và hiện tại xe này đang có giá niêm yết là 910 triệu nha anh chị, và vẫn còn thương lượng ít lọc. Đó, anh chị nào mình thiện chí mình lên xem xe và thương lượng thì bên em vẫn còn khuyến mãi ít nữa nha anh chị. Này rồi, xin kính chào tất cả quý anh chị.